trừ bao nhiêu phần trăm? Hiện tại thì anh Thiên Long đang đốt với tiền vàng bạc cho cậu Năm. Để em che cho anh nha. Ok ok. Dặn mưa giải nắng cho nó chắc da chắc thịt ha. Rồi đấy, hồi nó cho anh Thiên Long đốt xong rồi bắt đầu ảnh lên xe di chuyển á, là bắt đầu ảnh sẽ hát tặng cho cô chú chị các bạn một bài hát. Em hát đi, anh đâu có hát đâu. Hả? Quảng cáo chị. Không không thôi, anh hát mình em buồn lắm. Lần trước là mình ghé là còn rạp hả anh? Lần trước là ảnh mặc đồ đen đó, em nhớ đây. Lần trước là anh mặc đồ đen hay đi chung với một anh trai nữa, cũng như ca sĩ phải. Nghệ sĩ đi bốn người à. Rồi có cái chị ngoài kia nữa kìa, chị ngoài kia cũng đi chung. Đây là nói chung ra anh Thiên Long là ôi ơi, sao tự nhiên nghe mát dữ vậy? Tới hình như là 10 nghe mát luôn á. Có cảm giác anh chạy luôn á. Thấy đốt bây giờ mà chưa hết luôn á. Anh Thiên Long anh gửi tiền cho cậu xài rất là nhiều nha, cô chú anh chị. Vàng thì mấy chục cây, tiền đô thì mấy chục ngàn. Triệu đô. Tiền đô là trăm đô nha. Trăm đô là phải mấy chục tờ. Rồi giờ tiền này là cậu Năm xuống dưới là cậu Năm để trong thẻ rút xài từ từ, không phải khi nào mà cậu Năm có ấy, nhằm khi anh em mình đi hết tiền đổ xăng đó, mình xin cậu Năm nghe, cậu Năm cho mình vài chục đô để mình đổ xăng. Lát là đi xíu đây là nghệ sĩ Thiên Long sẽ hát cậu Năm cho cô chú anh chị, không chơi phải như là cậu Năm ở dưới, cậu Năm chuyển tiền được lên cho mình, em hiểu không? Tưởng mình đi theo cậu Năm chứ không theo chắc không theo đâu, chưa đâu. À thì Long đang được chuẩn bị đốt vàng miếng cho cậu Năm rồi. Vàng khẽ, vàng khẽ. Vàng mấy cây của chú anh chị ơi. FBC đó. FBC chứ đâu. FBC. Nhà thì cậu Năm 2 3 cái rồi, bây giờ chỉ cần tiền thôi, tiền thôi. Anh ơi, lần này là mình lên đây là mình viếng cậu hay là mình có dịp mình đi lên luôn anh? Lên viếng cậu. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều ha, cảm ơn gia đình Phan Thiên Long luôn. Ca khúc hay là bác chú ca khúc thì bây giờ anh Thiên Long anh sẽ cùng với gia đình là đi về. Ở đây là những cái món quà mà khán giả viếng cậu sáng nay. Ồ, không biết sao cái cây nhang để đây bị cháy cái thùng. Thank you.
toàn cảnh này cả thêm năm luôn. Nắng không? Nắng chứ. À, lấy nước chưa? Có đây nè, có nước. Ờ, ok ha. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều nha. Không, cái này của chị anh Trí với chị Loan ở Mỹ á. Ờ, phải không? Dạ. Ồ, vậy là cảm ơn anh Trí với chị Loan nhiều nha. Cũng có anh Trí với chị Loan mà mấy anh em cũng có những người nước đó. Tuyệt vời đó. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. À, 15S cũng cảm ơn anh Trí và chị Loan rất là nhiều luôn. Thì hồi nãy thì 15S cũng đã nhờ các anh em mua nước cho các anh em YouTuber cũng như là ekip. Thì tổng cộng là 24 phần gửi cho các anh bảo vệ là 5 phần, còn lại là 19 phần. Đó thì cảm ơn anh Trí và chị Loan rất là nhiều luôn. À, trưa nắng mà có những cái ly nước, những cái ly cà phê như thế này thì phải nói rất là tuyệt vời. Hôm nay thì như các cô chú các chị thấy ha, trời thì cũng có mây nhưng mà rất là nắng nha. Hai chú công từ sáng giờ không có làm việc mà hôm nay có làm việc là di chuyển bánh tía quá trời luôn. Hai cái đứa cá thấy chưa? Wow, cá. Wow, cá đẹp chứ. Trời ơi, chỉ là nói chung với là cậu Năm mình là không buồn rồi. Tức là tối buồn cái đầu cậu Năm nha. Chơi cá thì hi là một thời trước cũng hơn bao nhiêu người trong đó có mình. Cặp cá của gì kiểu quá à. Chơi cá đúng không? Tại vì nó là một thời chứ tuổi thơ mà. Như là tuổi thơ ai cũng chơi cá hết. Wow, cá này đẹp quá. Quá tuyệt vời. Cái này đồ ăn luôn cả nhà. Con ngồi chết tôi rồi. Dạ con xin lỗi cậu, con sơ sức. Nói chung ra là cái này là cá này, cái nét đẹp của nó là như là giống là cá quan giả luôn em ơi. Cá này nói chung ra cá này đẹp tuyệt vời. Tối cậu buồn là cậu có cá cậu chơi luôn rồi đó. À, bây giờ để 15S ra quay toàn cảnh cái cây mai và tất cả quý cô chú nha. À, tại vì cái cây mai á, nằm ở phía trước mộ của cậu Năm. Đó, cho nên nhiều khi là cũng không có vào ống kính được. À, Tết nay là cậu Năm sẽ có mai để mà ngắm rồi. Okay, cây mai này là của khán giả gửi tặng cho cậu Năm ha. Cao là khoảng 2,5 m. Còn đây là cái giường thượng quyển của cậu nè. Thì mấy hôm trước á, mưa rất là lớn luôn. Những cái cây hoa dừa nó bị úng nhưng mà mấy hôm nay thì có vẻ như là tươi tốt hẳn lên. Đến đây thì 15S Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15S Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.